giờ mình tới một cái khu du lịch khác, đó là rạch nhỏ. Con rạch này không có lớn giống như con sông nữa mà nó khá là nhỏ. Đây các bạn, đây bên trước mình là cũng khá là đông tàu thuyền để mà đậu đó. Nó làm biết sao không? Giống như có cái chậu bông để trên tàu vậy đó, trong rừng á. Nhưng mà ở đây nó không trả lương, không cho ăn cơm, chỉ cho ăn hủ tiếu. Sáng hủ tiếu, trưa hủ tiếu, chiều hủ tiếu. Nằm mơ cũng thấy cọng hủ tiếu là mình ngán mình về à. Rồi bắt đầu mình lên thuyền á. Rồi bây giờ hiện tại là mình đã cập bến ngay chỗ lò hủ tiếu Sáu Hoài. Nơi đây rất là nổi tiếng. Bây giờ mình chuẩn bị vào ngay chỗ cái lò hủ tiếu vườn sinh thái Sáu Hoài. Thì bên đây là chỗ này là cái nơi làm hủ tiếu rất là nổi tiếng các bạn. Mời các bạn cùng đi theo mình nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào lò hủ tiếu Sáu Hoài. Và anh lái tàu, anh sẽ là người hướng dẫn viên cho mình. Hủ tiếu trà bông à, này là cái pizza hủ tiếu à, ngon đặc biệt. Đây bánh pizza hủ tiếu, hai loại bánh pizza, pizza trà bông. Cái này mình dùng thử cho khách, ngon thì mình mua. Đây, đây là ăn thử nè các bạn. Đó, cái cọng nó là như thế này. Đi ra hủ tiếu à. Vô bữa nay là quay rất là giòn, đẹp nha. Bữa nay là rất là giòn mà thơm. Quay ông bảo có quay sáu. Không quay sáu luôn, chủ đi ra hủ tiếu. Bữa nay đẹp gái ha, thấy chưa? Đây là cô chủ sáu hả? À. Rồi tiếp tục quanh chân. Đây quà lưu niệm làm từ bằng trái dừa. Wow, rất là đẹp. Không nhìn, không nói, không nghe, ba không luôn. Rồi. À, không biết gì hết. 70.000 con. Đẹp quá. Mình vào đây, mình tham quan. Đây là đang ra phơ bánh tráng ha. Xong rồi mình phơ khoảng 2 tiếng là vô là cắt là dừa. Là ra sợ hủ tiếu à. Hủ tiếu màu nha. Màu ở đây là đặc biệt, không có phẩm chất gì hết. Chỉ là màu thiên nhiên từ trái cây ra. Cái này à, dứa hay sao? Màu lá dứa nè, màu lá cẩm nè, màu lá trái gắt nè à. Màu củ dền à. Bây giờ vô cắt cây đậu. Làm rộng. Khoan để anh chỉ cho đi hả, vô cắt à. Cầm bánh tráng lên gì nè, con đút vô gì nè hả chị? Mình đút vô thôi, mình cho nó nhai, nó vừa nuốt cho mình giật tay ra liền. Để không thôi là mình đưa cái tay vô là hủ tiếu nó đổi màu. Thấy ơi, được rồi. Không, mới lấy chưa, còn mấy bạn đây nữa à. Vô đi em. Nghe, nó vừa nuốt vô là buông tay ra liền. Rồi, chúng cầm lên. Để lên cái bàn cắt à. Để vô nó nuốt buông tay ra liền à. Có anh đây nè, hàng này từ Nhật Bản mới qua nha. Mình phải cho nó nhẹ vô nó nuốt cái này đó. Trời ơi, nuốt cái đống gì cả ta. Tại vì nó bị rách nè. Nó té lại. Nhưng mà cái này cũng làm đẹp đó thì ngồi ra về nha, làm xấu ở đâu đây. Vậy là mình được ra về rồi nha. Cái này không có trả lương nha. Rồi, có đi thử đi. Xài lò bằng chấu nha, không phải xài ga, không xài củi cho nha. Từ chấu à, chấu đây à.
đi xin em đấy. Đây các bạn, thì bây giờ hiện tại là mình đang bỏ tro vào trong lò lò để mà đốt lửa nè. Alo. À, chị ơi, ở đây có thuê người làm việc không đây? Các bạn có thể thấy là đang nghiên cứu. Lửa trong đây cháy rất là lớn và hoàn toàn là đốt bằng tro hết chứ không có đốt bằng củi các bạn. Cái dĩa bánh này cô thế nào nè? Không bỏ kìa. Ê. Của em nào vậy? Dĩa bánh của em nào vậy? Và cái này là trấu nha các bạn. Dĩa bánh kìa, nãy ai em nào kia nắm cái. Rồi mấy em nhìn chị là chán nha, mấy em tập theo nha. À đây. Bánh chè cúng. Đó. Tay mình chán cho nó đều. À. Mà chuyên để đại đi cơ, để đại đi. Ê, cháu không, cháu không? Để đây nè. Mình lấy bánh nha, chứ không phải đánh ron nha mấy em. Ừ, nó. Dạ. Thế à, làm gà. Sau khi mà đưa lên chiến dĩ thì đem ra đây phơi các bạn. Đây. Trên sông mà có nhiều gì để cho mình đang đi đến cái lò kẹo dừa, cũng là một nơi khá là nổi tiếng. Đây là cái nơi mà mình chuẩn bị ghé thăm và giới thiệu cho các bạn cùng biết. Bên trong này nó cũng giống như là bên chỗ hủ tiếu. Đây cũng là hủ tiếu nè các bạn. Cô này ở đây, cô nói là đây là vũ nữ kinh dài. Có bánh gì vậy? Dạ, loại nào cô? Bánh tráng cá cơm hả cô? Dạ, bánh tráng cá cơm của mình nửa ký là 175. Một bịch này hả chị? Dạ, 175. Đây, một bịch bánh tráng cá cơm này là 175 ngàn. Còn cái vũ nữ chân dài kia là giá làm sao dạ, chị? Dạ, vũ nữ chân dài mình gói nhỏ là 70. Còn gói lớn nửa ký là 350. Là cái này đúng không? Gói lớn mình tặng gói nhỏ. Là con này có lớn đúng không dạ, chị? Rồi. Đây đây là vũ nữ kinh dài nè các bạn. Chào các bạn, sau khi mà mình đi chỗ hủ tiếu Sáu Hoài và đi chỗ kẹo dừa xong thì bây giờ mình cùng với những người bạn về lại bến Ninh Kiều để mà kết thúc cuộc hành trình ngày hôm nay. Thì mình có một vài hình ảnh chia sẻ nhỏ nhỏ đến quý vị và các bạn biết để các bạn có thêm kinh nghiệm và đi chơi chỗ nào, đi ăn uống chỗ nào được thuận tiện và hợp lý, phù hợp với là giá tiền và của các bạn. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu mọi người thấy video này hữu ích á, mọi người nhớ nhấn share để mà chia sẻ cho các bạn bè, người thân cùng xem. Và like, để ủng hộ Ben. Còn có ý kiến gì thì mọi người comment phía dưới. Và đừng quên nhớ nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi khi mà Ben ra những video tiếp theo. Chào mọi người và hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha. Bye.